Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Và tiếp tục video ngày hôm nay, chúng ta sẽ trải nghiệm tiếp season 19 mùa online. Và như trên màn hình anh em cũng đã thấy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là nhân vật Runewitcher, sở hữu một đôi cánh huyền bí với khả năng rơi rụng lông chim cực kỳ nhiều, cực kỳ đẹp và cực kỳ mỹ miều nha nhé. Theo nhận định của mình thì đối với các nhân vật trong season 19 thì nhân vật Runewitcher có sở hữu đôi cánh đẹp nhất, đẹp bậc nhất ở mùa online nha nhé. Anh em cũng có thể thấy chiếm ngưỡng em đó một vòng, một đôi cánh cực kỳ đẹp anh em ạ. Kể cả hiệu ứng rơi lông vũ của nó cũng cực kỳ là mỹ miều anh em. Rồi, sở hữu một ngoại hình đẹp như thế thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp bảng C cũng như là vật phẩm mà em đó đang sử dụng. Rồi, đối với bảng C thì nhân vật Runewitcher của chúng ta sau khi lên season 19 sẽ được đổi tên thành Infinity Runewitcher sau khi làm xong nhiệm vụ Master 5. Và level của em nó tối đa có thể đạt được chỉ là 1600. Và ở đây mình đang build theo hướng là Max Speed, và lượng phép thuật mà em nó có thể đạt được là khoảng 23.000, bao gồm cả phép thuật cơ bản cũng như là phép thuật cộng thêm. Và để đạt được lượng phép thuật như thế thì em nó đang sử dụng một cái level 1400 cộng 15 với khả năng tăng thêm sức mạnh phép thuật là 221%. Và ở đây em đã cùng sử dụng cho mình một set Lightning Runewitcher. Đấy, set thần. Và hiện tại thì set này mình chưa khám lúc nữa nha, anh em có để ý này. Ok chưa, chưa khám lúc. Và set này nó mang lại cho em nó tấn 260 sức mạnh phép thuật và tăng thêm 520 điểm năng lượng. Và cuối cùng là đôi cánh, sở hữu một đôi cánh Win 5, tăng sức mạnh phép thuật lên 2324 điểm và tăng phòng thủ lên 2737 điểm. Cực kỳ ngon anh em ạ. Trời ơi, và vẫn là một cái cảnh double damage 7%. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em đưa em nó lên đến bài cuối cùng, đó là map Iceland, để thử xem sức mạnh của em nó có thể trên được cái bậc của hay không. Rồi, mình vừa đưa em nó đến với bài hotspot của map Iceland nha anh em. Và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng skill Lightning Storm là skill Master level 800. Sau đó chúng ta sẽ cùng đổi qua skill mới, skill Master 5, để xem sức mạnh của hai skill này như thế nào. Và như anh em cũng có thể thấy thì đối với Runewitcher đi theo dòng năng lượng và thả Lightning Storm thì khả năng trên thì vẫn có thể trên được anh em ạ. Nhưng mà tỷ lệ KDA mà khi đứng ở góc xa như này thả vào thì nó không được tốt bằng so với các cái nhân vật khác. Dù rằng rank của skill Lightning Storm là rank 8 nhé, tất cả các skill của Runewitcher đều là rank 8. Và bây giờ mình sẽ sử dụng skill mới, đó chính là skill Lightning Storm Upgrade. Đây là skill của Master 800 nhé. Rồi, đây là skill của Master, đây là skill của Master 5, mình nói nhầm một tí. Và anh em có thể thấy khi mà sử dụng skill Master 5 thì sẽ có hiệu ứng quẩy rồng ở dưới nữa. Ngoài thả câu xuống thì sẽ có quẩy rồng xung quanh, khá là đẹp anh em ạ. Mình sẽ chỉnh tỷ lệ hồi máu một chút, rồi ok, cao một tí. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Master 5 của nhân vật Runewitcher này như thế nào, có gì mới lạ so với các nhân vật khác hay không. Rồi, trên màn hình của mình chỉ là Master 5 của nhân vật Runewitcher. Đối với các cái nhân vật phép thì skill của Runewitcher mình sẽ cũng không có thay đổi gì nhiều anh em ạ. Chủ yếu là vì mình làm nhân vật này khá là nhanh và cũng như chỉ giới thiệu với anh em về skill mới, đó là chính là skill Lightning Storm Upgrade.
Đây là skill của Master 5. Sau khi mà anh em hoàn thành nhiệm vụ Master 5 xong và mở thẻ skill thì nó sẽ chúng ta sẽ có được skill này. Và các ô khác của chúng ta sẽ cũng được ưu tiên về phép thuật và năng lượng. Nhưng mà tại vì lý do là mình chưa mở hết được thẻ nên chúng ta sẽ sử dụng tạm các cái thẻ, ví dụ như thẻ Earth Element Attack Power này là thẻ mình sử dụng tạm để chúng ta có thể kích hoạt được thẻ tinh anh, tức là thẻ Elite nha anh em. Và thẻ Elite thì chúng ta cũng sẽ sử dụng các ô tương tự đối với các nhân vật khác. Ví dụ như sẽ lấy dòng Crit Dam tăng lên 9,2%, dòng Double Dam tăng 1,7% ở cấp độ 1, dòng Excellent Dam tăng 11% ở cấp độ 5, và dòng Xuyên Giáp tăng 4% khi mà anh em lên cấp độ 5 anh em ạ, cực kỳ khủng khiếp. Và Triple Dam sẽ là 1% ở cấp độ 0, và cuối cùng là tăng Dam Skill lên 1% ở cấp độ 0. Về cơ bản thì nhân vật Rune Witcher của chúng ta cũng sẽ sử dụng các thẻ tăng phép thuật, tăng tỷ lệ phép thuật thấp nhất và phép thuật tối đa đấy, tăng thêm điểm năng lượng, tăng thêm điểm nhanh nhẹn. Và thẻ của Rune Witcher sẽ cũng không khác nhiều so với các nhân vật khác nha anh em. Đây là tất cả các thẻ của Rune Witcher mà mình đã mở được. Hiện tại thì nhân vật Rune Witcher này mình chưa mở mắc thẻ, anh em có thể thấy rất là ít thẻ, vừa chỉ mở đủ để có thể học được skill và mở đến thẻ tinh nhanh. Và anh em sẽ cùng mình xem lại một chút về skill mới của Rune Witcher. Nhìn cái cảnh vẫn đẹp mỹ miều anh em ạ, quá là đẹp đi. Thật sự thì mình thấy cảnh của Rune Witcher là một trong những cái cảnh đẹp nhất của MU Season 19. Sau khi mà mình giới thiệu hết 14 nhân vật trong MU Online Season 19, mình sẽ bắt đầu đi một vòng ngược trở lại đối với các nhân vật Rune Witcher, đi theo dòng ảnh mũi tên đấy, rồi là build theo các cái hướng khác của các cái nhân vật còn lại, như là Kim Dun hoặc là Summoner, đi theo dòng nguyền rủa cho anh nhé. Nhưng mà trước hết thì chúng ta phải đi dạo hết một vòng đã. Theo anh em thì skill mới của nhân vật Rune Witcher này như thế nào, có đẹp không anh em? Thả cầu và quẩy rồng màu trắng, không hẳn là màu trắng anh em ạ, gọi là màu xanh, màu trắng xanh ấy. Đi trên khá là ổn áp đấy anh em. Lượng phòng thủ cũng là 13.000, cũng không thấp hơn Kundun là bao. Đam thì nó có thể lên đến hơn 1 triệu đam anh em ạ, cũng hơn là 1 triệu đam đấy. Rồi, trên đây là video ngắn của mình để review nhân vật Rune Witcher Season 19. Và hy vọng là video này anh em cảm thấy hứng thú. Và mong anh em để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ. Và đừng quên để lại bình luận cho mình biết cảm xúc của anh em khi mà được chiêm ngưỡng nhân vật Rune Witcher Season 19, một trong những nhân vật đẹp bậc nhất với đôi cảnh cấp 5. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.